Ngân hàng Thế giới cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ rất cần phải suy thoái trong năm nay và dẫn tới tăng trưởng yếu hơn ở tất cả các nền kinh tế hàng đầu của thế giới, cũng có Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Quốc. Trong một báo cáo thường niên, Ngân hàng Thế giới tổ chức cho các nước nghèo vay tiền để thực hiện các dự án phát triển cho biết họ đã cắt giảm gần một nửa dự án tăng trưởng toàn cầu trong năm nay xuống chỉ còn 1,7% so với dự báo trước đây là 3%. Và nếu dự báo này là chính xác thì nó sẽ là mức tăng trưởng hàng năm yếu thứ ba trong 3 thập kỷ chỉ sau cuộc suy thoái sâu sắc do cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đại dịch coronavirus năm 2020. Mà dù Hoa Kỳ có thể tránh được suy thoái kinh tế trong năm nay, Ngân hàng Thế giới dự đoán nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ đạt mức tăng trưởng khoảng 0,5%. Sự suy yếu của toàn cầu có thể sẽ gây ra một cơn gió ngược khác cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ bên cạnh giá cả cao và lãi suất vay cao. Hoa Kỳ vẫn dễ bị gián đoạn chuỗi cung ứng nếu mà COVID-19 tiếp tục gia tăng hoặc là cuộc chiến ở Nga và Ukraine trở nên tồi tệ hơn. Và châu Âu từ lâu đã là nhà xuất khẩu lớn sang Trung Quốc có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế của Trung Quốc yếu hơn. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý rằng việc tăng lãi suất của các nền kinh tế phát triển như là Mỹ và châu Âu sẽ thu hút vốn đầu tư từ các nước nghèo hơn qua đó tước đi nguồn đầu tư nội địa quan trọng của họ. Và đồng thời, những mức lãi suất cao đó sẽ làm chậm lại tăng trưởng của các nước phát triển vào thời điểm mà cuộc xâm lược của Nga và Ukraine đã khiến giá lương thực thế giới ở mức cao. Tác động của suy thoái toàn cầu đặc biệt nghiêm trọng đối với các quốc gia nghèo hơn ở những khu vực như là châu Phi, Sahara, nơi sinh sống của 60% người nghèo trên thế giới. Ngân hàng Thế giới dự đoán thu nhập bình quân đầu người chỉ sẽ tăng 1,2% vào năm 2023 và 2024, một tốc độ chậm đến mức tỷ lệ nghèo có thể tăng lên. Ngân hàng Thế giới cũng dự đoán rằng nền kinh tế của Liên minh châu Âu sẽ không tăng trưởng chút nào trong năm tới sau khi đã tăng trưởng 3,3% vào năm 2022. Dự đoán Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4,3%, thấp hơn 1% so với dự báo trước đó và bằng khoảng một nửa tốc độ mà họ dự báo Bắc Kinh vào năm 2021. Các cuộc tấn công mạng đã tăng 20% ở Canada vào năm ngoái. Dữ liệu gần đây được công bố do Crickpoint Software, một công ty bảo mật công nghệ thông tin, chỉ ra rằng các cuộc tấn công mạng toàn cầu đã tăng 38% vào năm 2022 so với năm trước, trong đó Bắc Mỹ tăng 52%. Canada có tỷ lệ tăng 20% trong các cuộc tấn công mạng. Những con số tấn công mạng này được thúc đẩy bởi các nhóm hacker và ransomware nhỏ hơn và nhanh nhẹn. Những kẻ tập trung khai thác vào các công cụ, cộng tác được sử dụng trong môi trường làm việc ở nhà. Giáo dục, nghiên cứu, chính sách, quân đội và chăm sóc sức khỏe là ba ngành được nhắm mục tiêu nhiều nhất trong năm 2022. Vậy thì người ta có thể làm gì để ngăn chặn tấn công mạng? Và để giảm thiểu nguy cơ tấn công mạng, báo cáo đề xuất, không click vào những link độc hại, không bao giờ mở các tệp đính kèm, không mong muốn hoặc là không đáng tin cậy. Tránh tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc là dữ liệu nhạy cảm cho những kẻ lừa đảo. Sau mình tính hợp pháp của phần mềm trước khi tải xuống không bao giờ cấm thiết bị USB không xác định vào máy tính. Sử dụng VPN khi kết nối qua Wi-Fi không đáng tin cậy hoặc là nơi công cộng. Luôn luôn cập nhật máy tính và máy chủ với các bản bảo mật mới nhất, đặc biệt là những bản được dán nhãn là quan trọng. Luôn luôn cập nhật phần mềm vì một số phiên bản cũ hơn có thể có lỗ hỏng. Các ca mắc biến thể phụ XBB.1.5 tại Canada tăng gấp đôi trong một tuần. Theo cơ quan y tế công cộng Canada, thì số trường hợp được xác nhận của biến thể phụ COVID-19 XBB.1.5 tiếp tục gia tăng ở Canada với tổng số 42 trường hợp được ghi nhận tính tới thứ hai, tăng từ 21 trường hợp đã được xác nhận vào tuần trước. XBB.1.5 là một dòng phụ của biến thể Omicron XBB đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO coi là biến thể COVID-19 dễ lây truyền nhất cho đến nay. Biến thể phụ này có biệt danh là Kraken cho mạng xã hội, hiện đang lan rộng nhanh chóng ở châu Á và được coi là đang chiếm khoảng 70% các trường hợp ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ. Cơ quan Y tế Công cộng Canada vẫn chưa tuyên bố liệu họ có xem XBB.1.5 là một biến thể đáng lo ngại hay không. Tuy nhiên, cơ quan khuyến cáo rằng việc cập nhật thông tin về các vaccine COVID-19 tiếp tục là một trong những cách hiệu quả nhất để bảo vệ khỏi bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID-19. Tín dụng thuế liên bang để cải tạo nhà nhiều thế hệ đã có hiệu lực. Khoản tín dụng thuế cải tạo nhà dành cho nhiều thế hệ đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 đối với các chi phí liên quan tới việc xây dựng một giải phòng phụ cho một thành viên trong gia đình là người lớn tuổi hoặc là người lớn bị khuyết tật. Khoản tín dụng này sẽ hoàn lại 15% tiền thuế cho các chi phí lên tới 50.000 đô la, đến tối đa là 7.500 đô la. Căn hộ phụ phải dành cho người lớn có liên quan trên 65 tuổi hoặc là bị khuyết tật, bao gồm cả ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh, chị, em, cô, chú, cháu, gái hoặc là cháu trai. Giải phòng phụ phải là một đơn vị nhà ở khép kín bao gồm lối vào, phòng tắm, nhà bếp, và khu vực ngủ nghỉ riêng biệt. Ngoài ra, ngôi nhà đã được cải tạo phải có người ở hoặc là dự kiến sẽ có người ở trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc việc cải tạo. Một số chi phí chẳng hạn như là mua thiết bị, gia dụng và chi phí dọn dẹp nhà cửa hoặc là các dịch vụ khác không đủ tiêu chuẩn để nhận tín dụng. Viên chức ngân hàng quốc hội ước tính rằng tín dụng thuế sẽ tiêu tốn của chính phủ liên bang khoảng 44 triệu đô la trong 5 năm tới. Chính phủ của thủ hiến Dorford dự kiến sẽ thu được hơn 2 tỷ đô la thông qua thuế carbon đối với các cơ sở phát thải công nghiệp trong 8 năm tới. Ontario sẽ thu thuế từ các nhà sản xuất công nghiệp phát thải khí nhà kính lớn nhất, bao gồm các nhà sản xuất xe hơi, nhà máy thép, nhà sản xuất xi măng, nhà máy hóa chất và nhà máy lọc dầu. Dự kiến Ontario sẽ thu được khoảng 131 triệu vào năm 2023. Đã có nhiều thắc mắc xung quanh việc chính phủ Ford sẽ tiêu số tiền đó như thế nào. Trong hơn một năm, phòng thương mại Ontario đã thúc giục chính phủ Ford làm rõ kế hoạch của mình đối với các khoản tiền này. Các nhóm môi trường đang theo dõi chặt chẽ những gì Ontario làm đối với doanh thu. Đã có nhiều ý kiến đóng góp từ các chuyên gia. Jason Wang, một nhà phân tích cao cấp tại Viện Pembina, cho biết chính phủ nên xem xét đầu tư vào các công nghiệp mới hoặc là mới nổi, chẳng hạn như là sản xuất xi măng phát thải thấp. Lana Goldberg, là giám đốc chương trình khí hậu Ontario tại Phòng vệ môi trường, cho biết cô ủng hộ tỉnh cung cấp tài trợ cho công nghệ sạch để giúp các công ty điện khí hóa hoạt động của họ, nhưng mà phản đối bất kỳ khoản tài trợ nào cho các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Dennis Darby, chủ tịch và là giám đốc điều hành của các nhà sản xuất và xuất khẩu Canada, nói rằng chính phủ nên trả lại tiền cho các ngành trả phí theo cách có thể giúp họ giảm phát thải khí nhà kính. Một chuyên gia khác là Claudia DeSanti, quản lý cấp cao về chính sách của phòng thương mại Ontario. Ông cho biết cách sử dụng tốt nhất doanh thu sẽ là đầu tư vào các công nghiệp ít carbon cho các ngành sử dụng nhiều năng lượng gặp khó khăn nhất trong việc giảm lượng khí thải. Số người chết vì rượu đã tăng lên ở mức cao mới trong đại dịch COVID-19. Dữ liệu sơ bộ của cơ quan liên bang cho thấy vào đầu năm 2019, trước đại dịch, có 3.200 ca tử vong liên quan tới rượu đã được ghi nhận. Một năm sau, số ca tử vong lên tới 3.790 và tăng trở lại vào năm 2021 khi có 3.875 ca tử vong do rượu. Cơ quan thống kê Canada lưu ý rằng mức tăng 18% từ năm 2019 cho tới năm 2020 là mức thay đổi hàng năm lớn nhất được thấy trong 20 năm qua tử vong do rượu là những trường hợp được cho là do một trong những nguyên nhân tử vong được liệt kê trong báo cáo bao gồm bệnh gan do rượu ngộ độc do tai nạn và tiếp xúc với rượu và tìm thấy rượu trong máu thế hệ trẻ chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các ca tử vong liên quan tới rượu được ghi nhận trong hai năm đầu tiên của đại dịch đại dịch cũng chứng kiến sự gia tăng số ca tử vong do ngộ độc không chú ý và tiếp xúc với các chất độc hại, đặc biệt là ở những người dưới 45 tuổi. Ngộ độc do tai nạn bao gồm từ nhiều loại thuốc bất hợp pháp, thuốc kê đơn và thuốc mua tự do, gồm cả dung môi và thuốc trừ sâu. Vào năm 2020, có 4.605 người đã chết do tai nạn ngộ độc hoặc là tiếp xúc với chất độc hại, với khoảng 57% những người chết dưới 45 tuổi, theo báo cáo của cơ quan thống kê Canada, một năm sau thì số ca tử vong do ngộ độc tăng lên 6.310, trong đó có 3.600 người dưới 45 tuổi. Để so sánh, cơ quan thống kê Canada cho biết, ở đỉnh điểm trước đó của cuộc khủng hoảng dùng thuốc quá liều vào năm 2017 đã có 4.830 ca tử vong do ngộ độc không chủ ý. giá nhà trong quý 4 đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, lần đầu tiên giảm kể từ cuối năm 2008. Royal LePage cho biết giá trung bình của một ngôi nhà ở Canada trong quý 4 năm 2022 đã ghi nhận ở mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ cuối năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính. Trong cuộc khảo sát giá nhà được công bố vào ngày thứ Sáu, công ty bất động sản cho biết tổng giá trung bình của một ngôi nhà là 757.100 đô la trong quý cuối cùng của năm ngoái, giảm 2,8% so với cuối năm của 2021. Giá tổng hợp đã giảm 2,3% trên cơ sở hàng quý để đánh dấu mức giảm hàng quý thứ ba liên tiếp. Giá nhà trung bình trên toàn Canada trong quý 4 của năm 2022 tăng 13,8% so với cùng kỳ của năm 2020 và cao hơn 17,2% so với quý 4 của năm 2019 trong khi đó không còn những cuộc chiến đấu thầu và cả người bán và người mua đang dành thời gian để điều chỉnh lại thị trường kết quả là nhiều người bán đang bán vào nhà của họ trừ khi họ phải chuyển đi hy vọng rằng giá sẽ tăng trở lại sau vài tháng điều đó khiến cho nhiều người mua có ít lựa chọn nhưng cũng có ý định chờ đợi thêm cho đến khi giá nhà đạt mức thấp nhất Triển vọng cho năm 2023 đã được Royal LePay công bố trước đây, dự kiến tổng giá nhà Canada sẽ giảm ở mức khiêm tốn 1% trong quý 4 của năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Tại Canada, có các tỉnh bang nào rẻ nhất với chất lượng cuộc sống tốt nhất? Chi phí sinh hoạt ở Canada đang tăng lên, không phải là thông tin mới. Với giá cả của mọi thứ, từ thực phẩm cho tới nhà ở đều tăng, những người Canada đang tìm cách chuyển đi đang thắc mắc rằng túi tiền của họ sẽ có thể đi được bao xa trong nước. Để đáp ứng nhu cầu này, Moving Water là một công ty cung cấp dịch vụ chuyển nhà cho người Canada đã tổng hợp danh sách các tỉnh bang rẻ nhất ở Canada, nơi mà bạn có thể tiêu ít hơn và không phải hy sinh chất lượng cuộc sống của mình. Công ty đã phân loại 10 tỉnh bang ở Canada rẻ nhất cho đến đắt nhất dựa trên chi phí sinh hoạt trung bình của họ theo Moving Water, Newfoundland và Labrador là tỉnh có chi phí sinh hoạt rẻ nhất và chất lượng cuộc sống tốt nhất hiện nay. Không bao gồm giá nhà, chi phí trung bình hàng tháng cho một người sống ở tỉnh là 1.324 đô la. Cư dân có thể phải trả trung bình là 70 đô la cho một gói điện thoại di động bao gồm nói chuyện, nhắn tin và dữ liệu không giới hạn và 100 đô la cho tiền nước và điện mỗi tháng. Mặc dù là giá hàng tạp hóa ở đây đang ở mức cao so với các khu vực khác, ở mức trung bình là 248,88 đô la mỗi tháng, nhưng tỉnh đã bù đắp cho điều này bằng nhà ở giá rẻ, với giá nhà trung bình và giá thuê hàng tháng lần lượt là 299.950 đô la và 783 đô la. Đối với cuộc sống ở đây, tạp chí Marklin đã gọi Newfoundland và Labrador là một trong 10 nền văn hóa thân thiện nhất thế giới. Theo sao, Newfoundland là New Brunswick. Mặc dù giá nhà trung bình và giá tạp hóa ở đây rẻ hơn một chút, nhưng mà chi phí sinh hoạt hàng tháng lại cao hơn ở mức 1.755.15 đô la. Tỉnh bang này cũng được ca ngợi vì có một thành phố tràn ngập cơ hội. Y tá, bác sĩ và tài xế giao hàng và chuyển phát nhanh là những công việc có nhu cầu cao nhất ở New Brunswick. Tỉnh Thảo Nguyên, Saskatchewan nơi cũng có cơ hội tuyệt vời cho các y tá, bác sĩ nằm trong top 3 nơi rẻ nhất, nơi chi phí trung bình hàng tháng tổng cộng là 1.706.72 đô la. Ở phía ngược lại, thì PC là tỉnh bang có chi phí hàng tháng cao nhất với tổng số tiền là 2 88733 33 đô la. Và con số này không bao gồm giá nhà ở với giá trung bình là 904.020 đô la. Có lẽ không có gì ngạc nhiên khi Ontario xếp sau tỉnh BC và tỉnh bang đắt đỏ nhất trong danh sách. Với giá nhà trung bình là 829.934 đô la và chi phí hàng tháng là 2.826,92 đô la. Và dưới đây là tất cả 10 tỉnh bang ở Canada có chi phí sinh hoạt từ rẻ nhất cho tới đắt nhất. Thứ nhất là Newfoundland và Labrador, thứ hai New Brunswick, thứ ba là Saskatchewan, thứ bốn Manitoba, thứ 5 Nova Scotia, thứ sáu là đảo Hoàng tử Edward, thứ 7 Alberta, thứ 8 Quebec, thứ 9 là Ontario và thứ 10 British Columbia. Những nơi tốt nhất để làm việc ở Toronto và Canada. Bạn đang tìm kiếm một công việc nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Glassdoor đã giúp bạn tìm ra giải pháp. Trang web có trụ sở tại Hoa Kỳ cho phép nhân viên đánh giá các công ty vừa tiết lộ danh sách những nơi làm việc tốt nhất ở Canada vào năm 2023. Danh sách này dựa trên phản hồi ẩn danh mà các nhân viên cung cấp trên Crashdoor về công việc, môi trường làm việc và xếp của họ trong năm qua. Bản xếp hạng được tính bằng cách sử dụng xếp hạng tổng thể của công ty dựa trên thang điểm 5. Trong số đó, một điểm nghĩa là nhân viên rất không hài lòng, 3 điểm nghĩa là nơi làm việc ổn và 5 điểm nghĩa là nhân viên rất hài lòng. Những nơi làm việc tốt nhất ở Canada có các nhà tuyển dụng trong nhiều ngành bao gồm công nghệ, tài chính, tư vấn, viễn thông và bảo hiểm. Google chiếm vị trí hàng đầu với xếp hạng là 4,7 trên 5. 10 công ty mới cũng lọt vào danh sách bao gồm Quark Real vị trí thứ 3 với 4,7 điểm, Ericsson Worldwide vị trí thứ tư với 4 với 4,7 điểm và nhà tài chính IA Group vị trí thứ 5 với 4,6 điểm. Chỉ có Apple vị trí thứ 17 với 4,6 điểm lọt vào danh sách này hàng năm trong 8 năm qua. Ngành công nghệ tiếp tục thống trị với văn hóa nhân viên tuyệt vời và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Có 8 nhà tuyển dụng công nghệ trong danh sách, bao gồm Google, Nokia, vị trí thứ 14 với 4,6 điểm và Apple. nhà hàng Toronto được vinh danh là nhà hàng Ý ngon thứ hai trên thế giới. Nhà hàng Don Alfonso 1890, toa lạc tại khu phố Harbourfront ở Toronto, đã được 50 Top Italy 2023 xếp hạng thứ hai trong hạng mục thế giới. Có hai nhà hàng Ý có trụ sở tại Hoa Kỳ góp mặt trong Top 10 và vị trí số 1 được trao cho Vittorio, Shanghai ở Trung Quốc nhà hàng Canada duy nhất khác được đề cập trong bảng xếp hạng là Siopino của Vancouver đứng ở vị trí thứ 33. Ấn phẩm viết về Don Alfonso 1890 của Toronto nói rằng nhà hàng cung cấp nhiều món ăn kiểu địa trung hải luôn làm nổi bật triết lý ẩm thực của gia đình Giacarino. The 1890 của Toronto đã được công nhận trong ấn bản Canada đầu tiên của hướng dẫn Michelin 2022, một trong những cơ quan có thẩm quyền cao nhất về ẩm thực cao cấp toàn cầu với giải thưởng một sao. Sushi Masaki Saito là nhà hàng Canada duy nhất nhận được giải thưởng 2 sao danh giá. rất vui khi được đồng hành với quý vị trong bản tin toàn cảnh của tạp chí Culture Magazine. Thế giới tuần qua chứng kiến những sự kiện nổi bật nào? Hãy cùng Hồng Nhung tìm hiểu ngay sau đây. Tấn công bạo lực nhắm vào trụ sở các cơ quan công quyền tại Brazil. Ông Kevin McCarthy đắc cử chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 15 vòng bỏ phiếu kịch tính. Mỹ, Mexico và Canada thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. Lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt, thị trường lao động thắt chặt, Mỹ, hơn 7.000 y tá ở thành phố New York chấm dứt đình công. Anh ấn định thời gian cấm nhiều loại đồ nhựa dùng một lần. Trung Quốc công bố gần 60.000 người chết vì Covid-19 trong chưa đầy một tháng. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sau 15 vòng bỏ phiếu lịch sử và kịch tính kéo dài tới 4 ngày, dạng sáng vào ngày 7 tháng 1 năm 2023 theo giờ địa phương, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ ông Kevin McCarthy đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Chiến thắng của ông McCarthy 57 tuổi đòi hỏi ông và các đồng minh phải đưa ra nhượng bộ đáng kể đối với một khối nhỏ những người cực hữu vốn phản đối ông làm lãnh đạo hạ viện từ nhiều tháng qua. Giới chuyên gia cho rằng trên cương vị mới, ông McCarthy sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi lãnh đạo một đa số hẹp nhưng bị chia rẽ sâu sắc. Vào ngày 8 tháng 1, những người ủng hộ cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã phá vỡ những hàng rào an ninh ra lực lượng vũ trang thiết lập và xông vào tòa nhà quốc hội, tòa án tối cao và dinh tổng thống đương nhiệm. Trước đó vào hôm ngày mùng 1 tháng 1, tổng thống Lula da Silva đã nhậm chức tổng thống Brazil thay cho ông Jair Bolsonaro sau khi đánh bại ông này trong cuộc bầu cử vòng 2 trong ngày 30 tháng 10 năm 2022. Kể từ thời điểm đó, những người ủng hộ ông Jair Bolsonaro đã cắm trại tại thủ đô Brasília Bộ trưởng Tư pháp Brazil vào ngày 7 tháng 1 đã ủy quyền cho lực lượng vũ trang thiết lập các hàng rào chắn và bảo vệ tòa nhà quốc hội do sự hiện diện liên tục của những người ủng hộ ông Jair Bolsonaro. Cả hai viện của quốc hội nước này hiện đang nghỉ họp, mặc dù Tổng thống Lula da Silva hiện không có mặt trong dinh thự của ông, sau một nhóm trợ lý Tổng thống mới nhậm chức đang làm việc bên trong nơi này vào thời điểm những người biểu tình xông vào. Cảnh sát Brazil đã bắt giữ khoảng 1.500 đối tượng liên quan tới vụ việc. chỉ số giá tiêu dùng giảm mạnh mang lại hy vọng lạm phát Mỹ hạ nhiệt, song thị trường lao động nước này vẫn tiếp tục thắt chặt. Theo Reuters, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ đã giảm lần đầu tiên sau hơn 2 năm tăng liên tục. Tín hiệu này mang lại hy vọng rằng lạm phát của xứ sở cờ hoa sẽ có xu hướng giảm bền vững mặc dù thị trường lao động còn khá chặt chẽ. Lạm phát hạ nhiệt cho phép Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tiếp tục thu hẹp tốc độ tăng lãi suất vào tháng tới. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Mỹ cũng đang có chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất kể từ những năm 1980. Chủ tịch Fed thông tin việc tăng lãi suất có thể chậm lại khi lạm phát giảm, bên cạnh đó ông cũng nói rõ lãi suất sẽ vẫn ở mức cao cho đến khi lạm phát được đưa xuống mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương. ngày 10 tháng 1, chính phủ Peru tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại vùng Puno ở miền nam nước này nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực xảy ra tại khu vực, trong bối cảnh cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trước đó một ngày đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng. Thủ tướng Peru thông báo lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng trong 3 ngày, từ 20 giờ tối hôm trước cho tới 4 giờ sáng hôm sau. Lệnh giới nghiêm tại vùng Puno được đưa ra một ngày sau khi đám đông biểu tình chống chính phủ Peru tìm cách tràn vào sân bay ở thành phố Juliaca và đụng độ với cảnh sát. Hàng nghìn người biểu tình quá khích tiếp cận sân bay Juliaca nhằm phản đối chính quyền tổng thống Dina Boluhi và đòi trả tự do cho cựu tổng thống Peru Castillo. Số thương vong trong ngày 9 tháng 1 nâng số người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ và lực lượng an ninh Peru bùng phát từ đầu tháng 12 năm 2022 lên 40 người. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2023, lãnh đạo Mỹ, Mexico và Canada đã cam kết tăng cường hội nhập kinh tế khu vực và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. Theo tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo khu vực Bắc Mỹ tại Mexico City, Mỹ, Mexico và Canada đã thiết lập các tiêu chuẩn nhằm phát triển hydro thành nguồn năng lượng sạch ba nước sẽ hành động nhanh chóng để thực hiện các giải pháp năng lượng sạch, tăng cường sản xuất, sử dụng các xe không phát thải và chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch hơn. Sau cuộc học kỹ thuật, WHO nêu rõ dựa trên các đặc điểm di truyền và ước tính tốc độ tăng trưởng ban đầu, XBB 1.5 có thể góp phần làm tăng tỷ lệ mắc bệnh. Tuy nhiên, WHO nói rằng đánh giá này chỉ có độ tin cậy thấp vì dữ liệu thu thập được chủ yếu là đến từ Mỹ. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ hôm ngày 10 tháng 1 cảnh báo biến thể phụ XBB 1.5 đang lây lan nhanh chóng ở nước này. Dữ liệu của CDC Mỹ cho thấy XBB 1.5 là nguyên nhân gây ra 27,6% tổng số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, tăng từ mức 18,3% của một tuần trước đó và mức 11,5% cách đó hai tuần. Cùng ngày, WHO nhắc lại việc Trung Quốc cần chia sẻ sẽ thêm dữ liệu về đợt bùng phát dịch COVID-19 tại nước này. Hoàn cầu thời báo đưa tin Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC vào ngày 14 tháng 1 đã công bố số liệu mới nhất về các trường hợp tử vong liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo đó, nước này đã ghi nhận tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19 trong thời gian từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023 các con số này do bà Tiêu Nhã Huy, một quan chức của y tế quốc gia Trung Quốc NHC tiết lộ. Bà Tiêu cho biết độ tuổi trung bình của những người chết vì Covid-19 trong giai đoạn đó là 80,3 tuổi và 90,1% số người tử vong là trên 65 tuổi, 65,5% là trên 80 tuổi, hơn 90% nạn nhân có bệnh nền. Bà Tiêu lưu ý rằng Trung Quốc xem người chết có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với virus SARS-CoV-2 là tử vong có liên quan đến COVID-19, phù hợp với tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và quốc tế. Chuyên gia này cho biết có hai nguyên nhân, nhân gây ra ca tử vong liên quan tới COVID-19, đó là nhiễm virus SARS-CoV-2 dẫn đến suy hô hấp và tử vong hoặc các bệnh nền tương tác với virus dẫn đến tử vong. Trong số 59.938 trường hợp tử vong do Covid-19 được báo cáo, 5.503 nạn nhân chết do suy si hô hấp có liên quan đến virus và 54.435 người chết do Covid-19 tương tác với bệnh nền. Hiệp hội Y tá bang New York ngày 12 tháng 1 cho biết hơn 7.000 y tá tại hai bệnh viện lớn tại thành phố New York, Mỹ đã kết thúc 3 ngày đình công sau khi đạt các thỏa thuận sơ bộ với bệnh viện này về lương bổng và điều kiện làm việc. Hiệp hội Y tá bang New York, y tá ở một số trung tâm y tế đã bắt đầu làm việc trở lại vào sáng ngày 12 tháng 1. Thống đốc bang New York cho biết, theo hợp đồng mới kéo dài 3 năm, các y tá sẽ được tăng 19% lương cho tất cả, riêng đối với những người có học vấn cao hơn sẽ được tăng lương cao hơn và nhiều lợi ích hơn. Ngoài ra, môi trường làm việc sẽ cho phép họ tập trung vào chăm sóc bệnh nhân. Lệnh cấm một loạt sản phẩm nhựa sử dụng một lần như cốc nhựa, dao nĩa, hộp đựng thức ăn sẽ có hiệu lực tại Anh vào tháng 10 năm 2023. Các cửa hàng và nhà hàng tại Anh sẽ không thể bán nhiều loại đồ nhựa sử dụng một lần. Điều này khiến các doanh nghiệp phải tìm nguồn sản phẩm thay thế có thể phân hủy sinh học như cốc giấy hoặc dao kéo bằng gỗ. Lệnh cấm sẽ không bao gồm các sản phẩm nhựa trong các món ăn đóng gói bán sẵn trong siêu thị và tuân theo các động thái tương tự ở Scotland và xứ Wales. Theo ước tính, 2,7 tỷ mặt hàng dao kéo dùng một lần, hầu hết là nhựa, được sử dụng ở Anh mỗi năm, nhưng chỉ 10% trong số này được tái chế. Vào tháng 7 năm 2022, đã phát hiện ra rằng các hộ gia đình trên khắp Vương quốc Anh vứt bỏ gần 100 tỷ mảnh nhựa mỗi năm. Nhựa mất hàng trăm năm để phân hủy và có tới hàng triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm đổ ra đại dương, dẫn tới tình trạng ô nhiễm nhựa và hàng loạt sinh vật biển tử vong. Lễ ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là ngày mỗi gia đình Việt Nam báo cáo những việc đã làm được, chưa làm được trong năm cũ và gửi gắm ước nguyện vào năm mới. Đây là một ngày lễ rất quan trọng trước Tết Nguyên đán, một phong tục, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Dù có bận việc tới mấy, nhưng cứ đến ngày 23 tháng Chạp âm lịch, gia đình Việt nào cũng sắm sửa chỉnh chu cho ngày lễ tiễn ông Công, ông Táo về trời. Vào ngày 23 là ngày Nguyệt Kỵ, cũng được coi là ngày kết thúc vòng quay của một năm, nên người dân thực hiện nghi lễ tiên ông công ông táo về trời để thưa với Ngọc Hoàng những chuyện to, chuyện nhỏ, chuyện vui, chuyện buồn của gia đình mình trong cả năm qua một trong những lễ vật không thể thiếu đó là cá chép người ta nói cá chép vượt vũ môn cá chép hóa thân thành rồng bay lên trời vào những ngày này nhà nhà lại đi thả cá chép ra những vùng nước rộng nghi thức này đã trở thành ứng xử tập thể mà ở đó những sinh linh nhỏ bé được trả lại sự sống nó mang lại ý nghĩa tâm linh như sự sống được vun trồng hay những hành động gìn giữ môi trường tạo ra nguồn thức ăn nuôi dưỡng môi trường Tiếp cận với góc độ Phật giáo, khi thả cá chép, nhiều người còn mang đến giá trị tốt đẹp là việc phóng sinh. Những con vật ấy trở lại với môi trường sống, trở về với thiên nhiên và sinh sôi nảy nở. Đó chính là điều tốt lành. Cuối năm là một việc vừa ý nghĩa về văn hóa, vừa thể hiện tâm lành, tính thiện của bản chất con người, lương thiện là bản chất văn hóa của những người hướng tới giá trị tốt đẹp. Tết đến xuân về, nhắc tới câu chuyện ông Công, ông Táo để hiểu hơn về một tập tục đẹp mà người Việt tiến hành mở đầu cho một kỳ đón Tết. Ba ông thần Táo gắn với những hình tượng dân gian vô cùng gần gũi nhưng lại mang trong mình truyền thiết sâu xa và ấm cúng. Thời thần bếp cũng như là tôn thờ lửa, người Việt đã coi trọng một trong những yếu tố kiến tạo và duy trì sự sống. Đó cũng chính là lý do tục thờ này tồn tại trong suốt nhiều ngàn năm là nét đẹp văn hóa trong phong tục ngày Tết của người Việt. Phong tục tập quán mỗi vùng miền lại khác nhau, ở miền Nam người dân không mua cá chép, không thờ áo mũ, một số nơi có thêm mâm chè, xôi hay mâm trái cây đơn giản. Tại Huế, một vật phẩm không thể thiếu là tượng Tam vị Táo Quân mang đậm giá trị văn hóa dân gian. Tượng ông Táo được thay thế để cầu một năm mới đầy đủ. Những ngày Tết Nguyên Đán đang đến gần, mỗi người đều đang cảm nhận Tết ở từng khu chợ, con phố, trong mỗi mái nhà sum họp gia đình với những phong vị tốt đẹp ngày Tết để hương vị Tết luôn được lưu luyến trong tâm thức của mỗi người Việt Nam.